các dịch vụ thanh toán quốc tế dừng hoạt động tại Nga. Giá vàng, giá dầu thế giới tăng vọt do căng thẳng tại Ukraine. Áp lực mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi Kinh tế 24 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, làn sóng các doanh nghiệp quốc tế dừng hoạt động tại Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine đang tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thanh toán. Hai hãng thẻ thanh toán quốc tế là Visa và Mastercard đều đã thông báo sẽ dừng hoạt động tại Nga trong những ngày tới. Qua đó, thì thẻ của các hãng này phát hành ở các nước khác sẽ không thể hoạt động tại Nga và ngược lại. Trước đó, thì hai hãng quốc tế kể trên cũng đã ra thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây về việc loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi mạng lưới thanh toán của mình. Một tên tuổi khác là hãng thanh toán điện tử PayPal cũng vừa dừng các dịch vụ tại Nga hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết là Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận việc cấm nhập khẩu dầu của Nga và Nhà Trắng đang phối hợp với các ủy ban trong Quốc hội để thúc đẩy kế hoạch này. Theo các nguồn tin, thì châu Âu đang ủng hộ kế hoạch cấm nhập khẩu dầu của Nga. Trong khi đó, phía Nhà Trắng đang cùng với Ủy ban Tài chính Thượng viện, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện thảo luận về lệnh cấm. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cân nhắc do những vấn đề liên quan đến duy trì ổn định nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nhà Trắng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu công nghệ cho các nhà máy lọc dầu của Nga và dự án dòng chảy phương Bắc 2. Hiện chính phủ Mỹ vẫn chưa thực hiện biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga trước việc Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của nga, giá dầu và giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng vọt. mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay đã tăng 20 đô la Mỹ chỉ trong vòng nửa giờ lên 1.993 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng sau đó tiếp tục đi lên, hiện vượt 2.000 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó thì giá dầu thô cũng tăng vọt. Giá dầu Brent sáng nay có thời điểm tăng 18% chỉ trong vài phút lên 139 đô la Mỹ một thùng. Các chuyên gia nhận định nếu phương Tây cấm vận phần lớn xuất khẩu năng lượng của Nga thì thị trường toàn cầu sẽ nhận cú sốc lớn. Việc Nga không cung cấp 5 triệu thùng dầu ra thị trường có thể khiến cho giá dầu tăng gấp đôi lên 200 đô la Mỹ một thùng và làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay khi căng thẳng tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông Trung Quốc giảm mạnh nhất với 4,35% xuống 20.952 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,26%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,15%, thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020. Còn tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng giảm 1,7%. Quý vị, trước bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine, năng lượng không phải là vấn đề duy nhất bị ảnh hưởng. Hai nước này còn là nhà cung cấp lớn nhiều loại lương thực cho đến kim loại như đoạn đồng, Niken. Các chuyên gia đánh giá là những gián đoạn nhỏ về chuỗi cung ứng ở khu vực này cũng có thể tạo ra các gián đoạn lớn trên toàn cầu. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tạo thêm áp lực mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 leo thang căng thẳng Nga-Ukraine đã cản trở và làm gián đoạn việc vận chuyển thương mại. Giá các chuyến chở dầu từ các tàu cỡ vừa và nhỏ đã tăng gấp 5 lần sau khi Ukraine đình chỉ vận chuyển thương mại tại các cảng, bao gồm Odessa, cảng lớn nhất của Ukraine. Không chỉ ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, Ukraine còn chiếm 30% tỷ trọng xuất khẩu lúa mì, 19% xuất khẩu ngô và 80% xuất khẩu dầu hướng dương của thế giới đóng cửa các cảng biển có thể làm giảm nguồn cung cấp lương thực ngay cả khi giá đang ở mức cao. Ukraine được coi như giỏ bánh mì của châu Âu. Những bất ổn có thể dẫn đến hậu quả là chuỗi cung ứng lương thực gặp vấn đề. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết xung đột nga-Ukraine cũng có thể làm gia tăng áp lực lên tình trạng thiếu chip vi tính vốn đã bắt đầu từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra để cao giá ô tô cả mới lẫn đã qua sử dụng. Nga cung cấp tới 40% lượng palladium trên thế giới, một nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất thiết bị bán dẫn. Trong khi đó, Ukraine chiếm tới 70% nguồn cung khí neon dùng trong chế tạo chip máy vi tính. Ngoài dầu khí và khí đốt, Nga còn là nhà cung cấp nhiều loại hàng hóa như nickel, quặng sắt, rôm, hay một loại kim loại quan trọng khác là nhôm. Giá nhôm đã đạt mức kỷ lục và điều đó sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất máy bay, các công ty sản xuất bất cứ thứ gì sử dụng nhôm. Cuối tuần trước, hàng loạt hãng tàu container lớn như MSC, MERS hay CMA-CGM cho biết sẽ dừng vận chuyển đến và đi các khu vực Baltic, Biển Đen và Viễn Đông của Nga từ đầu tháng này. Sự việc này khiến chuỗi cung ứng toàn cầu gánh thêm áp lực gián đoạn khi tình trạng thiếu container vẫn chưa được giải quyết, đồng thời gia tăng áp lực lên ngành vận tải hàng không, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp bởi các lệnh cấm bay giữa Nga và các nước phương Tây. Lệnh cấm bay giữa Nga và các nước EU khiến 20% lượng hàng hóa vận chuyển theo đường hàng không của thế giới bị ảnh hưởng. Tác động trực tiếp là máy bay từ các nước Bắc và Tây Bắc châu Âu đến các nước Đông Bắc Á buộc phải sử dụng đường hàng không thay thế và hệ thống lệch chuyến bay sẽ rất lớn, đồng nghĩa với việc chi phí của các hãng cao hơn. Việc đóng cửa không phận đồng nghĩa với việc thời gian bay của các máy bay chở hàng dài hơn và chi phí hậu cần sẽ tăng lên để bảo đảm chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hàng hóa đến và đi từ Nga vẫn có thể lựa chọn trung chuyển hàng không ở những quốc gia không liên quan đến lệnh cấm vận giữa Nga và các nước phương Tây, song rõ ràng công suất vận tải của các phương án này chẳng thể đáp ứng được nhu cầu giao thương, trong khi đó giá vận chuyển có thể tăng cao. Hàng hóa có thể đi qua các nước Đông Nam Á, Nam Á hoặc Trung Đông, song hiệu suất vận chuyển không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mặc dù vẫn chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về thiệt hại của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng theo nhận định của hãng Bloomberg, mức độ của các tác động sẽ phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đến đây thì thời lượng của Kinh tế 24 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.